4 mẫu xe cực hot sẽ bán tại Việt Nam ngay trong tháng 1. Xin chào các bạn, tháng đầu tiên của năm 2019, thì thị trường ô tô Việt Nam chào đón 4 tân binh cực hot sẽ ra mắt người tiêu dùng ngay trong tháng này. Đó chính là Mitsubishi Triton, Hyundai Santa Fe, BMW 5 Series và Lexus S250. Cái tên đầu tiên mà tôi mới nhắc đến với các bạn đó chính là mẫu Triton 2019 với giá bán dự kiến từ 730 triệu đồng. Triton thì hiện đã có mặt tại các đại lý của Mitsubishi Motor trên toàn quốc và ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 17 tháng 1 tới tại Sài Gòn, sẵn sàng cạnh tranh cùng Forerunner. Như vậy là chỉ sau 2 tháng sau khi ra mắt toàn cầu tại Thái Lan thì Triton thế hệ mới đã về Việt Nam. Và nếu như các bạn có theo dõi thì trên kênh YouTube của Auto Daily thì Hùng Sang Cỏ cũng đã có bài đánh giá chi tiết về mẫu Triton thế hệ mới này. Hiện tại thì một số đại lý của Mitsubishi chính hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc Triton 2019 với giá bán cho phiên bản là 730,5 triệu đồng cho bản một cầu và 818,5 triệu đồng cho bản 2 cầu. Tuy nhiên là giá chính thức của hãng công bố thì sẽ được tiết lộ vào ngày 17 tháng 1 tới. Triton thế hệ mới thì được ra mắt kỷ niệm 40 năm kể từ khi chiếc Vespa đầu tiên của Mitsubishi xuất hiện trên thị trường. Xe mang thiết kế theo khái niệm Rock Solid với điểm nhấn là ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2, thể hiện rõ nét ở phần đầu xe, đèn pha bi LED với giải đèn LED chiếu sáng ban ngày độc đáo. Các yếu tố làm cho Triton trở nên cạnh tranh hơn bao gồm như là kiểu dáng mạnh mẽ nhờ ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield, hệ thống Super Select 4WD nâng cao mang lại hiệu quả off-road và các hệ thống hỗ trợ an toàn. Triton thế hệ mới thì vẫn giữ nguyên động cơ 2.4 lít, tuy nhiên là trang bị hộp số tự động 6 cấp mới, công suất là 181 mã lực, mô hình xoắn cực đại là 430 Nm. Xe có hệ thống hỗ trợ gài ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ xuống dốc, hệ thống hỗ trợ đi đường xấu. Ngoài ra thì bản cao cấp nhất còn có thêm camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ lệch làn, cảm biến trước. Một tin vui đối với các bạn là nếu như là tham gia sự kiện tại Sài Gòn vào ngày 19 và 20 tháng 1 tới thì sẽ có cơ hội trải nghiệm cùng nữ hoàng drift Leona Chin. Cái tên thứ hai chính là Hyundai Santa Fe 2019. Có thể nói thì Hyundai Santa Fe đã gây sốt trên thị trường ô tô Việt Nam suốt thời gian vừa qua, bởi vì là ngay từ cái thời điểm mà Hyundai thành công đã nhập một bản xe nhập Hàn mang về và trưng bày tại trụ sở của mình thì đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Chia sẻ thêm với các bạn là Hyundai Santa Fe 2019 thì sẽ là mẫu xe lắp ráp trong nước tại nhà máy của Hyundai thành công ở Ninh Bình. Mẫu xe này thì sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 tới với giá bán sẽ được công bố vào thời điểm đó. Tuy nhiên hiện tại thì các đại lý đang giao bán mẫu xe Santa Fe thế hệ mới này với giá bán là 1 tỷ 050 triệu đồng đến 1 tỷ 300 triệu đồng tùy từng phiên bản. Santa Fe 2019 thì cũng có sự thay đổi hoàn toàn về mặt thiết kế, ngoại thất và nội thất so với trước đây. Diện mạo của mẫu xe này nổi bật với cụm đèn LED toàn bộ, lăn răng hợp kim kích thước 19 inch. Và Santa Fe sau khi lắp ráp tại Việt Nam sẽ có 4 phiên bản, 2 phiên bản máy xăng và 2 phiên bản máy dầu. Phiên bản đặc biệt máy dầu và máy xăng sẽ có trang bị nhiều hơn so với 2 phiên bản tiêu chuẩn còn lại. Ngoài ra thì phiên bản đặc biệt còn có tích hợp tính năng cảnh báo để mù, phanh tay điện tử, cảm biến trước sau. Tuy nhiên thì nhiều người tiêu dùng trên các diễn đàn mạng xã hội có phản nào rằng là Santa Fe về Việt Nam đã bị cắt bớt option và chúng ta sẽ phải chờ đến ngày ra mắt để biết rằng là mẫu xe này giảm bớt option gì so với phiên bản nhập Hàn. Cái tên thứ ba mà tôi muốn đề cập với các bạn đó chính là BMW 5 Series. Theo đại diện của Trường Hải thì mẫu 5 Series sẽ cập cảng Việt Nam ngay trong tháng 1 này và được bán tại các showroom chính hãng. Như vậy là sau BMW 7 Series X1, X2 thì người dùng đã có thêm một sự lựa chọn 5 Series thế hệ mới chính hãng. 5 Series là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của BMW. Trên thế giới thì cụ thể trong 11 tháng đầu năm 2018, lượng xe 5 Series được giao tới tay khách hàng đạt hơn 340.000 xe, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đứng thứ hai trong danh mục các sản phẩm bán chạy nhất của BMW trên toàn cầu. Kết quả này một lần nữa minh chứng vị trí ngôi vương của BMW 5 Series trong phân khúc xe hạng sang. Hiện tại thì 5 Series chiếm tới 30% tổng doanh số của BMW hàng năm. 5 Series thế hệ mới sắp về Việt Nam là thuộc thế hệ thứ 7 và với nhiều thay đổi về mặt công nghệ cũng như là về thiết kế so với thế hệ trước. Mẫu sedan của BMW sở hữu khung gầm mới làm từ thép cường độ cao, sợi carbon và nhôm nên khối lượng giảm khoảng 100 kg so với trước. Tại thị trường nước ngoài thì 5 Series có 4 sự lựa chọn động cơ bao gồm là i4 2.0, i6 3.0 tăng áp và hai động cơ máy dầu 2.0 và 3.0. Hiện tại thì chưa rõ là BMW Việt Nam sẽ mang phiên bản động cơ nào về nước nhưng mà nhiều khả năng là sẽ là động cơ 2.0 để hưởng thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn cũng như là tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như là E-Class hay là Lexus ES hay là Audi A6. Ngoài 5 Series thì có một tin vui nữa cho các tín đồ của BMW là Trường Hải sẽ chính thức lắp ráp các cái dòng xe BMW trong tương lai. Tất nhiên chưa rõ ban đầu sẽ là dòng xe nào, tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu rất là mừng bởi vì là như vậy có thể là người tiêu dùng, người hâm mộ BMW sẽ có cơ hội sở hữu một mẫu xe đến từ xứ sở Bavarian với một mức giá hợp lý hơn. Cái tên cuối cùng trong 4 mẫu xe cực hot ra mắt ngay trong tháng 1 chính là Lexus S250 2019 với giá bán là 2,5 tỷ đồng.
Cuối tháng 12 năm 2018 thì Lexus Việt Nam đã công bố việc có mặt của mẫu ES250/2019 tại các showroom chính hãng với giá bán khoảng 2,5 tỷ đồng, tăng 220 triệu đồng so với phiên bản cũ. Thiết kế của ES2019 khác biệt nhiều so với trước đây, ngoại thất mang phong cách trẻ trung, chiều dài xe tăng thêm 65mm so với phiên bản cũ. Cụm đèn pha kiểu mới, tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày hình chữ L. ES250/2019 sử dụng bộ la răng kích thước 18 inch. Mỗi sedan của Lexus thể bổ sung thêm nhiều tiện ích cho khách hàng như là màn hình hiển thị trên kính lái HUD, màn hình thông tin giải trí kích thước 12,3 inch, hệ thống âm thanh sử dụng 10 loa cao cấp, xe có tính năng sạc không dây cho smartphone, ghế lái chỉnh điện 10 hướng trong khi ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Lexus ES250/2019 sử dụng động cơ 2.5 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, công suất 204 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô xoắn cực đại là 243 Nm tại giải vòng tua máy từ 4.000 đến 5.000 vòng trên phút. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp. Và mẫu sedan của Nhật Bản này sẽ cạnh tranh với cái dòng xe Đức như là Mercedes E-Class, BMW 5 Series hay là Audi A6. Hiện tại thì E-Class có giá từ 2,1 đến 2,7 tỷ đồng. Như vậy là các bạn vừa cùng tôi điểm qua 4 mẫu xe cực hot sẽ bán tại thị trường Việt Nam ngay trong tháng 1 này. Và các bạn là fan hâm mộ của mẫu xe nào, hãy vui lòng comment ngay bên dưới clip của chúng tôi. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Autorally để có thể cập nhật thêm nhiều video rất là thú vị nữa tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.